tùy chỉnh trung tâm điều khiển để nhanh chóng truy cập những thứ bạn sử dụng nhiều nhất. Đây là cách. Trong cài đặt, cuộn xuống và nhấn vào trung tâm điều khiển. Để thêm điều khiển, chạm vào nút thêm hoặc chạm vào nút xóa để xóa các điều khiển. Để sắp xếp lại các điều khiển, chạm và giữ các đường màu xám và di chuyển chúng lên hoặc xuống. Vuốt xuống từ góc trên cùng bên phải của màn hình hoặc trên iPhone có nút Home, hãy vuốt lên từ cạnh dưới cùng của màn hình. Sau đó, nhấn vào một điều khiển mà bạn muốn sử dụng. Điều khiển dễ dàng hơn với một chạm tay. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng iPhone hoặc iPad của bạn, hãy đăng ký kênh YouTube Top Zone hoặc nhấp vào video khác để tiếp tục xem.